Một đường dây đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng xã hội Zalo, Telegram để mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với nhiều thủ đoạn tinh vi vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện. Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Lê Công Long, trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Tham gia đường dây còn có nhiều đối tượng khác trên địa bàn huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định. Quá trình điều tra ban đầu xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày 11 tháng 5 năm 2023 là hơn 1,2 tỷ đồng để cho 19 người vay với mức lãi suất từ 5.000 đến 7.000 đồng 1 triệu một ngày, thu lời bất chính gần 200 triệu đồng. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ một xe ô tô, 6 điện thoại di động và nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng.